Grab Việt Nam xin chào các bạn. Các bạn thân mến, sau một thời gian mỏi mòn chờ đợi cùng rất nhiều dự đoán khác nhau, thì cuối cùng chúng ta cũng đã có được những xác nhận chính thức của cơ quan quân sự về việc Việt Nam đang tiến hành sản xuất xe thiết giáp nội địa. Mặc dù trước đó chúng ta đã có một số hình ảnh xác nhận được là các phương tiện cho thấy Việt Nam đang nghiên cứu và sản xuất xe thiết giáp, thế nhưng suy cho cùng thì những hình ảnh đi kèm với một sự xác nhận được các cơ quan có thẩm quyền đăng tải sẽ đáng tin cậy hơn nhiều so với việc chúng ta chỉ dự đoán. Mới đây trong bài viết về thành tựu của Viện Thiết kế Tàu Quân sự, thì ngoài thông tin về tàu săn ngầm nội địa mà viện này sắp cán đích, chuẩn bị chuyển bản vẽ sang nhà máy để thi công, thì các cán bộ của viện cũng hé lộ nhiệm vụ mới trái ngành trái nghề, đó là sản xuất xe thiết giáp. Trong bài viết Dấu ấn Viện Thiết kế Tàu Quân sự được đăng tải trên tạp chí Công nghiệp Quốc phòng và Kinh tế vào ngày 1 tháng 8 năm 2002, Viện trưởng Phạm Quang Chiến đã tiết lộ rằng viện đã được tin tưởng giao một nhiệm vụ mới và khó, đó là chủ trì thiết kế và phối hợp với các đơn vị chế tạo phương tiện cơ giới phục vụ quân sự. Tuy là lĩnh vực trái ngành và có vẻ đi hơi xa so với chuyên môn thiết kế tàu, nhưng các nghiên cứu viên rất say mê nghiên cứu và đến nay đã đạt được kết quả nhất định, đáp ứng được tiến độ đề ra. Trong thời gian qua, ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã có nhiều bước tiến vượt bậc, khiến giới quan sát quốc tế lẫn người quan tâm quân sự nước nhà không khỏi bất ngờ và vui mừng. Trong đó có cả thành tựu về những mẫu xe thiết giáp do Việt Nam tự thiết kế và chế tạo. Điều gây ngạc nhiên nhất là chỉ trong một thời gian ngắn đã có tới 4 dòng xe bọc thép có dấu ấn của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam lộ diện. Thực tế này khá khớp với chia sẻ của Viện trưởng Phạm Quang Chiến, đó là các nghiên cứu viên rất say mê nghiên cứu và đến nay đã đạt được kết quả nhất định, đáp ứng được tiến độ đề ra. Vậy, 4 mẫu xe đó là những mẫu nào? Đầu tiên là mẫu xe bọc thép 4x4 bánh xuất hiện trong công xưởng của nhà máy Z176 và sau đó tái xuất hiện tại triển lãm trực tuyến VDEC 2022. Mẫu xe có thiết kế hao hao với đặc điểm đặc trưng của các dòng xe thiết giáp đa năng hiện đại như Tiger của Nga, Đồng Phong Mãnh Sĩ của Trung Quốc hay Empire của Mỹ. Nó có hai cửa ở vị trí cabin, một cửa hậu và những cánh cửa dọc hai bên thân. Trên nóc có thể bố trí một trạm vũ khí điều khiển tự động nội địa. Thứ hai là mẫu xe bọc thép 4x4 bánh, nằm phủ bụi tại một bãi đỗ đâu đó trên mảnh đất hình chữ S. Nó là thành phẩm của bản thiết kế giấy của mẫu xe thiết giáp hạng nhẹ trên cơ sở khung gầm xe vận tải GAP 33081 do Viện Kỹ thuật Cơ giới Quân sự phát triển. Bản thiết kế giấy này cũng đã lộ ra từ Diễn đàn Quân sự Việt Nam. Thứ ba là mẫu xe thử nghiệm xe chiến đấu bộ binh XCB01 xuất hiện tại lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của nhà máy Z111, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng hồi giữa tháng 3 năm nay. XCB01 mang đầy đủ đặc trưng nổi bật nhất của dòng xe chiến đấu bộ binh BMP1 và BMP2 do Liên Xô sản xuất mà Việt Nam đã và đang sử dụng tại các đơn vị bộ binh cơ giới. Với các hình ảnh lướt qua rất nhanh, khó mà xác định được những điểm khác biệt về khung thân của XCB01 so với BMP của Nga. Thế nên chúng tôi chỉ có thể phán đoán rằng nó khác biệt nhiều ở hỏa lực. Ngoài khẩu pháo 2A28 73 ly của dòng BMP1 mà Việt Nam có thể sản xuất được vì vốn dĩ nó là thiết kế cải tiến từ súng không giật SPG-9, chúng ta đã trang bị thêm hai tổ hợp vũ khí mạnh bao gồm súng máy phòng không 12 ly 7 kiểu NSP và tên lửa chống tăng B-72 nâng cấp. Nguyên bản các xe BMP1 chỉ có pháo 73 ly, một đại liên đồng trục 7,62 ly và bệ phóng tên lửa chống tăng B-72. Trên XCB01, ta cải tiến đưa súng máy 12 ly 7 kiểu NSP do Z111 sản xuất lên bệ đỡ giảm dần 2 trục. Loại vũ khí này là sự bổ trợ đáng giá trong trường hợp xe phải tác chiến phòng không. Cuộc chiến Ukraine đã cho thấy các phương tiện bọc thép trở nên mỏng manh như thế nào trước các hệ thống UAV. Việc bổ sung hỏa lực phòng không cho xe chiến đấu bộ binh chắc là để ứng phó với những trường hợp tương tự. Về bệ phóng tên lửa chống tăng, trang bị nguyên bản xe BMP1 là một bệ phóng đặt ngay trên gốc nòng với tên lửa dẫn đường 9M14 Manjutka mà chúng ta thường gọi là B-72. Chúng tôi dự đoán có khả năng chúng ta sẽ hiện đại hóa cho XCB01 tổ hợp tên lửa chống tăng B-72 cải tiến, từng được giới thiệu tại một số kỳ triển lãm với đầu đạn chuyên phá giáp ERA, xuyên phá 800mm thép sau giáp phản ứng nổ. Thứ tư
là thiết kế xe bọc thép chở quân 6x6 mới được hé lộ trong diễn đàn quân sự Việt Nam. Một forum lâu năm về quân sự và độ tin cậy cũng khá cao. Mẫu xe này khác hẳn so với thiết kế xe bọc thép chở quân 4x4 bánh từng được hé lộ tại triển lãm trước đây. Và mẫu xe nằm phủi bụi ngoài đường cũng như các hình ảnh tại nhà máy Z176 cách đây vài năm trước. Ngoài bức ảnh này thì hiện nay vẫn không có thông tin khác về mẫu xe được tiết lộ công khai. Do tính bảo mật nên chúng ta chỉ có thể tự đưa ra những dự đoán của mình về mẫu xe này. Trong thiết kế của mẫu xe bọc thép này thì nhiều khả năng nó là mẫu xe dùng khung gầm 6x6 bánh thay vì 4x4 bánh. Nhìn sơ qua chúng ta có thể liên tưởng ngay lập tức tới dòng xe bọc thép chở quân kiểu BTR-152 của Liên Xô. Tuy nhiên, không thiếu các xe bọc thép thế hệ mới cũng dùng kiểu thiết kế này. Thực ra nhìn vào cửa cabin và thiết kế lỗ treo mai cũng như nắp capo, chúng tôi liên tưởng ngay đến thiết kế một dòng xe bọc thép bí ẩn cũng được diễn đàn quân sự Việt Nam tung ra cách đây cỡ 10 năm trước. Thiết kế trên giấy khi đó và bức ảnh thành phẩm hiện tại có nét giống với dòng xe bọc thép chở quân phá mìn BPM-97 của Nga. Tuy nhiên, BPM-97 của Nga được thiết kế trên khung gầm 4x4 bánh. Nhưng nhìn vào cặp bánh sau xe này thì có đến 99% là thiết kế theo kiểu 6x6 bánh. Hiện có nhiều dự đoán độc lập về mẫu xe này. Nó có thể làm theo kiểu SBA-60K2 Bulat, một dòng xe bọc thép chở quân do hãng Kamaz của Nga phát triển hồi năm 2013. Nó còn được xem là hướng cải tiến của thế hệ xe BPM-97, 4x4 bánh, vì những nét tương đồng ở phần thân. Bulat của Nga có trọng lượng 15-19 tấn, dài 8m, cao 2,6m, chở được 10 người, tốc độ hành quân tối đa 90 km/h. Điều đặc biệt là việc thiết kế và sản xuất xe rất nhanh vì khung gầm của nó dùng chung với xe vận tải quân sự hạng trung Kamaz 5350 6x6 bánh. Phương án phát triển xe bọc thép dùng khung gầm xe tải hạng trung được Nga và nhiều quốc gia trên thế giới đẩy mạnh nghiên cứu trong nhiều năm trở lại đây. Việc làm này góp phần tiết kiệm chi phí phát triển khung thân mới, giảm thời gian sản xuất cũng như dễ dàng trong việc bảo trì. Người ta không chỉ tận dụng được khung gầm mà còn cả động cơ và hệ thống lái vốn rất quan trọng. Sau đó chỉ việc làm một cái vỏ chắc chắn, tính toán khả năng chịu các vụ nổ mìn và bố trí khí tài trong xe mà thôi. Vậy phải chăng Kamaz đã chuyển giao công nghệ cho Việt Nam để sản xuất mẫu xe này trong nước? Chúng tôi nghĩ chúng ta có đủ khả năng để thiết kế một phương án tương tự, chỉ học hỏi hình dáng vỏ ngoài mà thôi. Cần lưu ý rằng, quân đội Việt Nam hiện có trong trang bị số lượng lớn các dòng xe vận tải quân sự của Kamaz. Đặc biệt, nhà máy lắp ráp xe tải Kamaz đã đi vào hoạt động ở nước ta từ năm 2020. Từ khung gầm cơ sở của xe, ta đã có tất cả các hệ thống chuyển động, hệ thống điều khiển. Việc còn lại chỉ là thiết kế một cái vỏ và trang bị bên trong cái vỏ đó. Tất nhiên là việc này không dễ dàng đâu, vì làm xe thiết giáp không chỉ cho nó chạy được, mà còn phải bảo vệ được người lính, cũng như phải chiến đấu được. Còn nếu chỉ đơn giản làm cái xe cho nó chạy, ốp mấy miếng tôn vào xe là xong, thì nông dân cũng làm được. Rất tiếc chúng tôi vẫn chưa thể có được thêm thông tin về khả năng sản xuất vỏ giáp xe bọc thép ở Việt Nam, nên chưa thể cung cấp thông tin chắc chắn cho các bạn về việc này. Thay vào đó, có một điều mà chúng ta có thể vui mừng, đó là về mặt hỏa lực. Việt Nam cũng bắt kịp các xu hướng mới trong thiết kế xe bọc thép rất nhanh, khi mà chúng ta đã quyết định trang bị cho phiên bản xe này giá vũ khí điều khiển tự động gắn đại liên 12 ly 7 do nhà máy Z111 sản xuất. Như vậy, xạ thủ có thể điều khiển và khai hỏa vũ khí từ bên trong xe, thay vì phải leo ra ngoài như các dòng xe bọc thép theo kiểu cũ. Thậm chí hoàn toàn có thể nghĩ sâu xa và mở rộng hơn rằng hỏa lực trang bị ụ súng máy 12 ly 7 có lẽ chỉ là cấu hình cơ bản nhất của dòng xe bọc thép 6x6 bánh này. Nhìn vào khung gầm trên, chúng tôi tin rằng các bạn đều đang thấy sao mà nó to và cao thế. Trông to và cao hơn rất nhiều các mẫu xe bọc thép kiểu 4x4, chỉ lớn hơn mẫu xe ô tô dân sự một chút. Mà to cao như thế này không chỉ chở được nhiều binh sĩ, mà điều quan trọng là cơ hội để ta sử dụng làm khung gầm cơ sở cho các tổ hợp vũ khí cũng như các tổ hợp thiết bị đảm bảo chiến đấu. Ví dụ như nó có thể trở thành khung gầm cơ sở để phát triển tổ hợp phòng không cơ động, tổ hợp tên lửa chống tăng cơ động hay trở thành một khung gầm trong phiên bản của tổ hợp có radar phòng không tầm thấp. Hỗ trợ ở lục quân hay các đơn vị tên lửa vác vai, hoặc là nó sẽ là phương án không thể tốt hơn cho xe cứu thương chiến trường. Trong số 4 thiết kế trên, có khả năng chúng ta sẽ chỉ chọn ra dùng 3 cái,
mà không phải là tất cả, tùy vào độ tối ưu của nó sau khi chế tạo bản demo và tham gia các cuộc thử nghiệm. Các bạn nghĩ sao về những bản thiết kế xe trên theo thông tin mà chúng tôi vừa dự đoán? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi và thảo luận cùng Grid Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại!